Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tô cho các bạn một hình xe tàu hỏa như thế này. Và mọi người cần một hình vẽ xe tàu hỏa và một bộ màu nha mọi người. Chúng ta sẽ tô đến chiếc tàu hỏa này nha mọi người. Thì tàu hỏa này chúng ta sẽ cần màu xám, màu vàng, màu xanh tím và màu đỏ nha mọi người. Thì mình sẽ tô màu vàng vào phần bánh xe, lòng bánh xe. Tiếp đó thì sẽ vào cái ống khói nha mọi người. Đầu ống khói sẽ là màu vàng. Sau đó thì là ô cửa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tô màu xám vào phần khói và phần bánh xe, viền ngoài của bánh xe. Chúng ta sẽ tô đám khói trước. Sau đó chúng ta sẽ tô phần viền ngoài của bánh xe nha mọi người. Đến chúng ta sẽ tô màu đỏ vào phần buồng sau của chiếc tàu hỏa. Thế là mình sẽ tô màu xanh tím nha mọi người. Chúng ta có thể đổi màu tùy theo sở thích của chúng ta.